này? Ai để cái hộp này ở đây ta? Con gì đấy? Baby tree. Baby tree. Trời ơi, nó đẹp vãi ồ. Trời ơi, đây là con thú bông mà mở trong hộp Blind Boss nè. Ai gửi sang cho mình ta? Ui, con này chân nó xoay được nè. Xoay tay không ta? Ê, mày biết bố quạt không con? Không mẹ ơi. Ui, đẹp vãi ồ. Sao con này nó mặc cái gì mà chung có cả cái đốm giống như con bò sữa này ta? Có hai cái tai nè, cái áo này có cởi đúng không? À đục. Để thay cho nó cái áo khác coi, mặc cái màu này, mặc màu vàng đi con, màu vàng mới đẹp. Mắt nó còn long lanh nữa chứ. Ui, nhìn giống như kiểu là hai viên bi thủy tinh ấy. Ui, thế này thì chắc là quà ai tặng mình rồi, chứ còn nếu mà không ai tặng mình thì nó cũng là quà của mình rồi. Baby tree. Là vô mà. Baby tree. Yeah. Trời ơi, nhìn cái mắt nó nè. Ê, tôi thích con này lắm luôn á, đâu ra vậy? Ai biết không? Tự nhiên tôi vô phòng tôi thấy nó ở trong cái hộp này nè. Trong cái hộp này hả? Ờ. Ê, đây chắc chắn là quà của tớ rồi. Hold up, wait a minute. Quà bạn tớ gửi cho tớ. Làm gì có. Đây là quà sinh nhật của tớ á. Cái gì? Quà sinh nhật của cậu hả? Đúng rồi. Sinh nhật của cậu còn lâu mới tới mà sao lại quà sinh nhật của cậu được? Sinh nhật của tớ sắp tới rồi. 5 tháng rồi. Ừ. Ai tặng quà sinh nhật trước 5 tháng? Ai biết được, biết đâu là mấy bạn fan của tớ tặng hay sao? Không, chắc chắn đây là quà của tớ, đây là mấy bạn cùng tặng cho tớ đó. Đây là quà sinh nhật của tớ 5 tháng nữa là đến sinh nhật tớ rồi. Quà của tớ mà. Quà của tớ mà. Quà của tớ mà. Quà của tớ mà. Cái này là quà sinh nhật của tớ mà, trả nó đi. Của tớ mà. Bỏ, không ra, bỏ ra, không ra. Mệt quá. Giờ sao? Bây giờ nha, để công bằng nè. Đã, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau thi đấu một trận đi. Ai thắng thì người đó được con baby tree này. Thi đấu hả? Đúng rồi. Chơi luôn. Bây giờ thi cái gì tớ cũng chơi luôn. Miễn là tớ thắng được con này là được. Chắc chưa? Chắc. Là thi cái gì cũng được đúng không? Tớ chắc chắn thắng cậu. Ok, thi gì cũng được đúng không? Ok. Chắc chắn nhá. Chắc luôn. Ok bạn, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với một cuộc thi. Ai thắng sẽ được một giải thưởng duy nhất, đó chính là Baby Tree. Và bây giờ cùng để xem Mr. Beast và Hạt Tiêu ai sẽ là người xứng đáng để giành được con Baby Tree này hơn nha các bạn. Và mình tự tin mình chắc chắn sẽ là người sở hữu Baby Tree trong hộp Blind Box siêu xinh đẹp này. Mình là bởi vì mình có kỹ năng khá là tự tin trong cái trò chơi này. Giới thiệu các bạn, đây chính là trò chơi mình đã chọn để cho thử thách của chúng ta ngày hôm nay. Đấy chính là Baby Tree Tower. Vì Hạt Tiêu nói với mình là gọi là thử thách nào Hạt Tiêu cũng chơi, kèo nào cũng nhận, miễn là Hạt Tiêu có thể có cơ hội solo với mình để lấy được con Baby Tree thì bạn có dám nhận kèo này không ạ? Cái này là cố tình là biết là tôi là không có khả năng chơi bắt cua cho nên là cho tôi chơi cái trò chơi kêu thác này là đúng không? Đúng vậy. Nè, nãy bạn bảo với mình là sao ta, là kèo nào cũng chơi này, nhạc nào cũng nhảy, cái gì bạn cũng solo hết, là miễn là phải gọi là gọi thi đấu ấy thì bây giờ mình mời bạn vào này. Ok, tôi sợ gì, mặc dù là tôi biết là tôi có một cái gọi là lịch sử chơi bắt cua cái bao đất ở trong Blind One Tudor, nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ là sau một thời gian dài tôi cũng đã tiến bộ rồi, với lại với lòng quyết tâm thì tôi nghĩ là tôi sẽ chiến thắng. Chưa chắc là bạn chơi giỏi là bạn thắng được tôi đâu. À, tức là Tèm rất là tự tin trong cái gọi là cái thử thách chinh phục tòa tháp Baby Tree này. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ cùng là để Hạt Tèn thể hiện kỹ năng nha bạn ơi. Và trong này thì chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người đang leo tháp trong này, nhưng mà chắc là họ chỉ leo cho vui thôi. Còn với chúng mình, tòa tháp này là tòa tháp sinh tử, trận chiến Baby Tree chỉ có một, và ai sẽ là người xứng đáng giành được thì chúng mình sẽ gọi là khô máu trong tòa này nha bạn. Ok, rồi bây giờ là sẽ ai đi trước nào? Bây giờ luật sẽ là như này. Chúng ta có một cái tòa tháp như này. Và nếu như Vịt và Hạt Tiêu cả hai người sẽ cùng leo nha bạn. Leo trên một tài khoản thôi, là tài khoản của Vịt này bạn. Đó, nhân vật của mình nha. Bạn đúng, không cần biết là ai leo được bao nhiêu bậc, được chưa? Để cho cậu đỡ, cậu bảo là cậu gà, cậu núp nên là cậu mới thế này thế kia. Bây giờ tớ sẽ leo và cậu cũng sẽ leo. Không cần biết ai đến lượt. Nếu mà rớt sẽ đến lượt người còn lại. Okay. Được chưa? Okay. Và cái quan trọng thứ hai nữa là không cần biết là ai leo được bao nhiêu bậc, chỉ okay. cần là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh thì người đó là người thắng. Kể cả tớ có giỏi đến mấy, tớ leo 90 bậc nhưng đến bậc thứ 90 tớ rớt, cậu leo 10 bậc còn lại cậu thắng vẫn là được. Okay. Công bằng chưa? Công bằng. Fair play chưa? Fair
em like nhưng mà muốn ngước lên coi cao. À cũng là cao, nói chung là cũng gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đấy. Ừ thì mình có tự tin không ạ? Nhận kèo không ạ? Để con chơi, còn nếu không là baby tree của tớ. Ủa sao là cũng cao đâu? Thì cậu có đồng ý chơi không? Ok nào, bây giờ sẽ chơi gọi là Ok, bật to lên cho bạn coi nào. Ok, ủn từ xin nào. Kéo bà búa này, không con chơi dí được rồi nhá. Dí là thôi nha, 1, 2, 3 Hà Tiêu vui mừng vì thắng, nhưng mà Hà Tiêu quên mất thắng là phải leo trước. Mà leo trước rớt thì cơ hội sẽ của người sau. Nhưng mà là leo trước và leo lui thì sao? Ừ, thì mọi cậu ở chọn được thì tốt đây. Mời chọn đây, mời phí một chỗ này. Mình vào đi ạ. Ok bạn, nào chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho một tên bà lè. Qua đây cùng cổ vũ Hà Tiêu nào. Thấy tay chân là thấy không uy tín rồi đó. Tay chân là không uy tín, là tay chân là luống cuống. Thôi được rồi, con nhìn nháp đi. Khoan, ý là rớt vậy hả? Ừ. Nhanh thấp cao lắm ạ. Nhanh. Gây thì kỹ năng. Ơ thôi, sao nó lắc vậy ạ? Đây, tôi chỉ cho cậu một cái này, cậu có thể zoom xa cho nó đỡ bị gần ạ. Ờ, ok ạ, được chưa? Đấy, để cho cậu dễ điều khiển đấy, tôi support cả đối thủ đấy. Màu xanh mềm xinh mi nào. Ủa, chỗ này sao? Leo lên. Đi thẳng, nhảy lên. Đó, ok. Thấy tay chân là hơi luống cuống rồi đó. Tưng, luống cuống nhưng mà tôi có... anh này đi sao rồi? Cái này là phải nhảy qua. Em tưng ngó mấy bạn. Cái này là phải nhảy nha. Đó, như vậy ạ. Adô. Chỗ này. Tầm một tên mà lè, mình thử thi đấu cho vui với bạn chứ mình biết là khả năng thắng mình là 99.9% quá. Chưa chắc đâu. Ok bạn. Để coi. Ôi một tím kìa. Đó. Cái một từ từ. Khúc này sao ta? Để mình coi dịch mở đường đi trước, tí hồi mình bắt trước theo sau. Làm sao mà bạn bắt trước được mình tầm này? Này đi bạn. Ui. Đó bạn, trời ơi. Alo. Game kỹ năng. Bình tĩnh, không phải chiến thuật tâm lý nên bình tĩnh là trội, yên tâm từ. Thấy chưa? Cái này nó không có điểm không lưu bạn ạ, cái này phải nhảy lại từ đầu à? Không phải dễ, đúng rồi. Đó mà. Cậu nhảy đi ạ. Mình nghĩ là với cái kỹ năng trình độ parkour gọi là cũng gọi là âm trên 10 của mình thì khả năng là hai đứa mình là các bạn ngồi xem. Các bạn đi lấy cơm, lấy kiếp các bạn đấy đi ạ. Tắm rửa thì cầm điện thoại đi theo ạ. Có khi là đến lúc mà bạn đi ngủ là mình lên đây là vừa. Chuột của mình nó cứ quay nhờ, cho là làm cho mình bị kiểu mất tầm nhìn. Mất tầm nhìn gì? Thắng bại tại kỹ năng, ai chơi đổ lại chuột. Đúng. Ok, kỹ năng cũng skill đấy, cũng đỉnh đấy. Nóc trần. Để nóc cái trần à? Cái. Làm gì tới đây? Đấy, bởi vì cậu biết không? Cậu làm thức hương tâm. Cậu đội cái mũ vào cái là cậu người ta không nhìn thấy cái mặt cậu đâu hết trơn á. Tớ giả bộ nguy hiểm mà. À tớ tức là mình giấu mặt đi để mình có tăng được tí. Mình có tăng được tí điểm skill đó. Tớ biết ngày hôm nay tớ chơi trò này tớ phải che mặt. Ai? Tưởng gì? Gọi là thanh bắt cua hả? Tưởng gì? Trời, còn nhảy còn ít hơn tôi. Nào cố lên ạ. Nào hạ tên Valet nào nhảy lại nào. Tớ không biết là chúng ta có hoàn thành được thử thách này không, hay là con baby tree đó là của em Sơn. Mình nghĩ là cái con baby tree này là tụi mình nhảy đến mùa quýt rồi các bạn. Bởi vì cái bản đồ này là lần đầu tiên mình vào đúng không ạ? Thấy nó hơi khó nha, thấy Hạt Tiêu nhảy game mình á. Ghê ta. Anu. Rồi ạ, tiếp theo ạ. Mình bình tĩnh. Cái này đúng không? Ghê. Mình tại sao mình lại nhảy hai lần lúc đấy ạ? Tại mình lúc cuốn trên tay. Mình đâu có muốn đâu bạn. Tay mình nó không. Cái bản đồ ý thức của mình. Cái bản đồ tháp baby tree này nó khá là khó nha bạn ơi. Mà mình từ chúng mình nhảy cái này gọi là gì ta? Không biết là có bạn nào đã nhảy được cái tháp này chưa ha. Nếu mà bạn nào có nhảy qua được tháp này là bạn comment đi. Tớ nghĩ là chỉ có mỗi tớ và cậu hai con gà nhảy qua. Quá. Gọi là phá đảo được cái map này rồi thì các bạn comment số 1 ở dưới nha.
À, cái này có lưu điểm hồi sinh không ta? Không lưu mà. Không có lưu đâu. Mà mình cứ nhảy như này hoài thì nó rớt đến tận một quýt luôn các bạn. Vậy nó mới khó đó. Thế luôn, cái bát này mà không có lưu điểm hồi sinh là khó điên luôn nha. Không biết con baby tree đang bay bay này dễ thương không? Có người nào mà đang ở trên đỉnh nóc thực trần mà rớt phát bằng tay sau không ta? Rồi xong rồi đó. Rồi đó, rồi đó. Cái này mắt này đâu phải dễ. Baby tree nó là đâu phải dễ để lấy đâu. Đúng rồi, nó đâu phải dễ để lấy đâu. Nó là hộp blind box, nó đỉnh như thế thì không phải là ai cũng lấy được đâu ạ. Này thì tắt mất cu. Cậu chắc là bọn mình sẽ hoàn thành được clip mà đạt được baby tree không nhỉ? Nếu mà mấy mình khó quá thì mình đổi gọi là mục tiêu là đừng lên đỉnh đấy. Mình không đừng được mục tiêu là mình sẽ không leo lên trên đấy nữa. Mình lên tới nửa thôi được không? Mình lên đến nửa. Nãy giờ là thấy là hai đứa này đều cứ level ở cái đoạn này đó. Mà vừa mới đoạn đầu có cần thiết là phải xây khó vậy không ạ? Ừ, cho người ta tuyệt vọng luôn á. Sao tớ thấy cậu lắc ghê. Tay tớ gung quá. Gung à? Rồi xong á, đi rồi đó. Sao cái đoạn này mà hoài mà không qua được vậy ta? Cái đoạn này kỳ đó. Mấy bạn leo lên trên cái đoạn mà quay luôn rồi kìa. Ê nhưng mà cho tớ đi, để lại là đấy đi. Cái map này nó Map này thì thực ra là cái map baby tree này nó cũng từ người ta xây khá là đầu tư đấy, nên là nó cũng không thể nào mà dễ được đâu. Mà nó không có điểm hồi sinh nữa chứ. Đúng rồi, nó không điểm hồi sinh. Cái chơi nhở, sao mình cứ qua đoạn đấy là mình lại té nhở? Bất cả cái map này. Đừng rồi nha. Cái map này khó điên luôn. Tớ đây tớ nhảy đội hộ cậu đây này, vẫn tính là của cậu được chưa? Cho nó nhanh là từ ga lăng ở đấy. Alo đại. Tại mình biết đấy, thành ra là mình gọi là mình mới bảo các bạn là thôi mình nhường cho Tiêu cái thân đấy luôn các bạn ạ. Chứ còn mấy cái này mình nhảy nhanh các bạn ạ. Đây thân vẫn là thân của cậu, đây thân của cậu, tớ biết là tớ vừa mới té rồi ạ. Đây ạ, đấy tớ set up sẵn rồi, cậu chỉ việc nhảy thôi, cậu nhảy đi. Set up sẵn rồi đây. Chỗ này sao ta? Sao các bạn nhảy nhìn đơn giản á ha? Đấy là bởi vì người ta, đấy mình biết thế đó mà. Mình biết thế là mình set up sẵn các bạn, chứ còn kiểu gì chả đến lượt mình. Mà mỗi tội là chỗ này nó không có cái điểm lưu điểm hồi sinh. Đây thì cậu yên tâm, để tớ thể hiện kỹ năng. Tệ luôn. Ê, thằng nghi là tụi mình nhảy đến tối nha. Không biết việc mình nhảy lên có ai kia leo được lên. Bây giờ nha, cái do gọi là tôn trọng người xem và tôn trọng khán giả thì tôi tốt nhất là để tớ cố gắng tớ nhảy đi. Tớ nhảy qua này xem có điểm hồi sinh không, nếu mà không có điểm hồi sinh thì tụi mình sẽ phải bàn tính cách khác đi Tiêu. Tớ thấy là tụi mình nãy giờ là quàng sạp ăn ở chỗ này là hơi lâu rồi đó. Ok, rồi. Qua bên này, rồi sao nữa? Giờ chúng mình sẽ phải nhảy sang hướng này đúng không ạ? Rồi ok. Nhảy sang bên này, ok. Rồi sau chúng ta sẽ qua bên này. Thấy hơi rung rung rồi đó, mình là người sổ độ cao ạ. Ok. Qua bên này, rồi lên trên này, nó có điểm hồi sinh không ta? Nãy cậu nhảy được tới. Nãy nó có lưu không ta? Sao tớ thấy các bạn nhảy tít ở bên kia rồi? Tít lên trên kia luôn rồi kìa. Chỗ này có lưu điểm hồi sinh không ta? Nhảy tít đi, hồi nãy cậu đi được tới đây nè. Ok. Chỗ map này nó cứ quay nhìn mình cũng hơi chóng mặt các bạn. Ok. Rồi ok, đi lên trên này. Đây có điểm hồi sinh không? Có cục gì kìa? Cái cục này nó là cục trang trí thôi. Chứ nó không hình như nó không phải cục hồi sinh hay sao á. Sao cái cục này nó còn lắc nữa gì? Mày đứng yên một chỗ được không con? Ủa má ơi, nó lắc xong nó còn xoay xoay này Tiêu ơi. Hơi. Mình là người sợ có cao nha bạn, nên mình hơi run run. Ê, bên đây nó còn có cái thanh kia nữa kìa, cái thanh này nữa nè. Cái thanh này nhảy vào là cụ đi chân lạnh toát đúng không ạ? Thôi được rồi, để nhường cho mấy bạn này nhảy trước đi. Không hề có điểm hồi sinh nha. Không hề có đâu ạ. Adu, mấy bạn này chơi dở quá. Adu. Rồi ok, rồi xong, điểm hồi sinh ạ, có điểm hồi sinh ạ. Có chưa? Chưa, tớ vẫn chưa thấy điểm. Cái gì đây? Cái này là... cái gì đây? Alo. Cái gì vậy? May là con mình nó thẳng xuống dưới. Quay cái đó là bảng gì á? Cái bảng này là bảng thành tích của những người họ leo lên cao. Leo được tới đó hả?
Chứ còn tớ với cậu là nãy giờ là tụi mình mấy con gà là đứng ở dưới không đấy. Mà Mark Baby Tree này mình công nhận các bạn là nó khó nha, khó với mình. Mình chứ mình nghĩ các bạn xem video từ nãy giờ các bạn ức chế các bạn kiểu nhảy thế mà không nhảy được. Mà các bạn nhảy phát là chắc là cái một lên đến nơi á. Mà bọn mình nhảy từ nãy giờ mà các bạn là nó thà có điểm hồi sinh thì nó đỡ khó cho tụi mình một xíu, còn bây giờ nó không có điểm hồi sinh là tụi mình hơi quằn. Quằn xà lăng à. Ten 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 ten. Ok rồi. Lên cái chỗ này. Thề luôn bạn, mình nhảy nhảy. Thiếu rồi, mình ấy không ấy mình hay là bây giờ nhảy đi. Con Baby Tree nó có một. Tới với cậu mang cái cưa ra cưa đôi. Cậu hai tay hai chân. Cậu hai tay hai chân. Còn nếu cậu không bị chia đôi thì bọn mình chia ngang. Cậu lấy phần thân và đầu, thân và chân, còn tớ là thân và đầu. Được không ạ? Nó có ý nghĩa gì nữa chứ? Chứ thế hai đứa là nhảy là hoàng lắm rồi ạ. Cái map này khó thực sự ạ. 2000 years later. Rồi ok, tiếp. Đến là đến chân của Tèn đấy bạn ơi. Tới đây rồi nha. Mình ơi, sợ quá, nãy giờ là tôi leo, nãy giờ là lên được tới khúc này là tôi cũng là... Sắp rớt rồi, yên tâm các bạn, sắp rớt. Mình đang chuẩn bị tư thế để mình chuẩn bị nhảy tiếp rồi mọi người. Thôi là tôi sợ lắm rồi. Nào, cố lên nào, cố lên. Tập trung. À cho tập trung à, ý là mình cũng cần sự tập trung để mình có thể là đạt được cái... chuẩn bị nào, đến là tớ. Cái gì mà mình sẽ say thế nhỉ? Mình nhảy lại xong mình làm lại được. Không phải rồi. Rồi tôi đi lên nè. Đó, lên thang máy nè. Đó, nghe trời. Nghe con à. Nãy là cậu lên được tới đoạn này đúng không? Không, lại tôi lên đoạn cao hơn nữa rồi. Cao hơn nữa hả? Đúng rồi. Cố lên. Vượt qua kỷ lục của... Hôm nay bọn mình sẽ cố gắng nha bạn. Cái map này mặc dù rất là khó. Các bạn có thể gọi là biết rằng là cái map parkour này thường nó sẽ có điểm hồi sinh nha mọi người. Nhưng hoặc là có vật phẩm phụ trợ gì đó, nhưng mà cái map này hoàn toàn không có điểm hồi sinh, cũng không có vật phẩm phụ trợ luôn, và bọn mình hoàn toàn là leo tay luôn bạn. Và tèm một cái là đi luôn đấy bạn. Tèm một cái là thôi về quê bạn muốn. Sao tôi thấy cậu nháy nhiều thế? Tôi thấy cậu nháy mấy phát rồi. Là kỹ năng các bạn, kỹ năng của cả nhân vật này. Tôi nhìn thấy mấy bạn kia, cái người bạn gọn gàng, nhỏ nhỏ, dễ leo quá. Cái con của cậu mập địch lên tức leo lên cái cục nhỏ xíu rồi đó. Đấy, mình đổi con nhỏ lên nè. Ôi, sao nãy giờ không đổi đây? Thì nãy giờ là game có mặc định như thế. Thì bởi vì con nhỏ hay con to thì cái điểm nhảy của nó vẫn thế mà. Này là cố tình là để cho tôi khó khăn cho việc chơi game thế này. Đâu khó gì đâu, yên tâm, mấy cái này nó là... Nó là game, nó là kỹ năng rồi. Còn chủ yếu là mình... Gọi tập trung đi. À. Đấy, kỹ năng. Để tôi. Đấy nhá, nhân vật nhỏ nè. Đấy, nhân vật nhỏ, không lại bảo nhân vật nhỏ nhảy không được các bạn. Mình cáo các bạn luôn là Hà Tèn sẽ không đến được qua được cái màn gọi là nhảy ba cột. Nhảy ba cái cổ. Đấy, ba cột cái ghế. Ủa chứ hồi nãy cậu thấy tớ nhảy lên được tới đâu không? Nãy là cậu nhảy chẳng qua là cậu may mắn thôi. Chứ còn thì ra là nếu mà bây giờ cậu nhảy lại chưa chắc cậu làm được như vậy đâu. Hai ba hụt nhân vật tí ho đây. Hey đâu? Hey tên ở đó, tên ở đó, được chưa? Để mình nhảy các bạn, thôi để mình nhảy, một cái lên liền để cho bạn coi nè. Vô, mình đang im lặng thì kỹ năng bạn cổ vũ mình đi ạ. Nhật ơi rớt đi, nhật cổ vũ cổ nhiên. Không phải mất Baby Tree được, cậu cổ vũ tớ đi, yên tâm, tớ sẽ nhảy lên và tớ sẽ cho cậu mượn Baby Tree để chơi. Không, thì của tớ cũng gọi là cậu có thể mượn được mà. Không, mượn của tớ cơ. Không, của tớ cậu mượn là được rồi. Không, ý là ai nhảy lên của người đấy, ok. Không. Rồi mình tới đây này bạn. Tập trung đi. Nhộ, lên nào. Tập trung đi. Không rớt được, yên tâm, game kỹ năng tớ có 200 năm kinh nghiệm rồi. Nào bạn đi đi ạ, bạn đi ạ, nãy là bên nào ta. Có một bên rớt, một bên không ạ. Bạn đi đi, bạn đứng mà nhìn tôi. Người ta đi ạ.
con này là baby chim à? Không, con biết con nhỏ 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 bay 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 lên á, thịt thế không? À, ừ ha. Đúng rồi đó. Còn nếu mà mình không để ý là mình tèn đấy bạn. Đúng rồi. Mình gọi là mình xương đáy sâu ấy bạn. Ê, nó có dừng lại không vậy? Nó có nhưng mà nó phải từ từ. Ê, nó có dừng lại. Nó có dừng lại nhưng mà mình căng mẹ. Nó nhảy. Nó phải quay chậm lại, có hiểu không? Xong rồi có mới dừng lại được, bên mình nhảy lên lên nữa. Chuẩn bị nó dừng lại nè. Đây bây giờ nó chuẩn bị dừng rồi. Đó. Đó, rồi nhảy, nhảy đi. Không chờ, cho nó quay vòng nữa. Nó không dừng luôn hả? Bây giờ nó dừng rồi. Mấy bạn đi trước, mấy bạn đi trước. Đi trước để lên bây giờ nó. Không cho mấy bạn đi trước. Tớ phải đợi nó dừng hẳn, tớ đã nhảy lên đến đây rồi, chẳng lẽ tớ lại để cho nó rồi, nó dừng hẳn rồi đó. Ok, dừng nhá. Đúng rồi. Ok, rồi. Ê, bậy nha, bậy nha. Ok. Mình sẽ nhảy lại. Đổi lại. Nhảy lại bạn. Ok, nhảy lại này. Tớ. Ok. Đổi lại nhân vật nhỏ cho tớ đi. Đây, đổi lại đấy. Ấn vào cái chỗ này. Rồi, ok, đổi lại rồi nè. Rồi, nhảy đi. Đó. Lên lại đây nha. Samba này rớt cháy rồi, nãy giờ rốt mấy chục lần rồi các bạn. Và mình cắt bớt video đi ấy, không thì là tiêu nãy giờ rốt là khoảng 50 lần được các bạn. Đừng nói vậy, mất quan điểm. Mất quan điểm gì? Thì sự thật thì nó vẫn là sự thật thôi. Không. Này là tiêu chuẩn bị nhường lượt chơi cho Mr. Vịt à? Ôi, cái gì vậy? Xém nữa là người ta xô tôi xuống rồi. Sao bà kia bà nhảy cái bà đạp và cái này nó làng xà quằng luôn nhỉ? Làng xà quằng nó đùng. Đó. Cảm ơn vì đã nhường lượt. Đây, tớ lên chỗ đạn này đây. Cái chỗ này là chỗ mà gọi là mình dễ đau tim nhất đấy bạn. Kế hoạch là mình sẽ nhảy qua đây, đến chỗ sáng sáng kia xong mình nhảy xuống, xong lại nhảy lên, xong lại băng qua bên này, xong phải nhảy qua mấy cái ván này. Đúng rồi, nhưng mà cái chỗ này cứ nhảy vô là nó sẽ bị lật, cho nên okay. Là phải nhanh. Đơn giản thì dăm ba cái game này. Ok, rồi qua bên này ạ, nhảy. Game kỹ năng, ghê chưa? Tớ chỉ gọi là bị ngã một lần thôi. Giờ tôi không biết là tôi nên cổ vũ cho đối thủ của tôi hay là tôi đây ấy được. Lúc nãy cậu biết không? Tớ là tớ cố tình ngã để cho cậu là ngay cấn. Thôi. Từ cái đoạn này là đoạn này là hơi rung. Tớ nghĩ là còn nên tớ im lặng và tập trung nhảy. Ok. Phải trái phải. Ok. Rồi qua nè. Chơi cái màn này là mình cũng không dám đứng lại lâu nữa các bạn. Mình đứng lại lâu là mình dễ hẹo ạ. Bởi vì mấy cái thang này này, nếu mà chúng ta đứng lại lâu, một là nó lật, hai nó không lật thì nó cũng xoay. Ok. Rồi ok, lên rồi nè. Công nhận cái map này nó đẹp mà nó khó. Có rất là nhiều các bậc cầu thang Labu Baby tree. Mình cứ nhầm với con Labubu với con baby tree hoài. Tập trung nè. Đoạn này là dễ là liệm lắm nè. Yo. Thang máy. Ok. Hey. Má ơi. Đoạn này là nó dính chân tôi, sao tôi phải đi chậm chậm này mọi người. Sao tôi phải nhảy qua bên kia, không được lấy đà. Nó cái đoạn này nó trơn nha. Nhảy băng qua cái vật sáng này luôn hả? Băng qua được mà. Băng qua được? Được. Bam. Thôi mày có tớ không leo đâu. Cái tháp gì mà không có điểm hồi sinh nè. Cũng không có vật phẩm luôn nè. Bây giờ cậu leo thì cậu leo lên được đỉnh tháp thì tớ nhường cậu con này luôn, tớ khỏi lấy. Tớ nghe cậu nghĩ gì mà tớ có vẻ tớ leo lên được đỉnh tháp à. Cậu tớ cũng nhường cho cậu á, cậu leo lên đi là tớ cho con. Tớ không leo luôn, tớ không leo, leo rồi là chim chết rồi đó. Vậy giờ con này sao? Con này à, ai biết được. Ê, tớ có cái rồi. Sao? Bây giờ mình thi cái đi. Thi gì? Chờ xíu. Đen. Bây giờ tớ có hai cây xúc xích, chúng ta sẽ thi ăn. Ai mà ăn xong xúc xích trước thì người đó sẽ được baby tree. Chứ em sẵn sàng chưa? Đây, tưởng cái gì bộ môn nghệ thuật này là mình thích nhất các bạn. Rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng. Đếm đi. Ok, 3, 2, 1, go.
Cậu đói lắm hả? Ngồi trên giường baby tree cho cậu. Không, bây giờ không cần baby tree nữa. Này, đây, baby tree của cậu. Tớ cần cái xúc xích